Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề khuyến cáo vaccine cho lứa tuổi vị thành niên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe của Bộ Y tế, người vị thành niên ở lứa tuổi 11 tới 18 là tuổi dễ nhạy cảm với nhiều loại bệnh truyền nhiễm với các lý do chính sau đây. Môi trường hoạt động chủ yếu của nhóm đối tượng này là nhà trường, nơi có sự tiếp xúc thường xuyên với đông người. Bản tính hiếu động do lứa tuổi làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với tác nhân vi sinh vật gây bệnh và một số yếu tố nguy cơ khác. Là lứa tuổi mà miễn dịch có được do chương trình tiêm chủng mở rộng trước đó bắt đầu giảm đi hoặc đã suy giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Vào cuối thời kỳ vị thành niên, 18 tuổi, cũng là lứa tuổi trên thực tế có thể kết hôn hoặc có khả năng sinh sản, cần được bảo vệ bằng miễn dịch cho bản thân, những người đó cũng như con của họ. Các vaccine khuyến cáo sử dụng: vaccine viêm gan B, nên hoàn thiện lịch tiêm cơ bản vaccine viêm gan B cho những người chưa tiêm đủ hoặc tiêm một liều nhắc lại nếu đã được tiêm theo lịch tiêm cơ bản hoặc theo chỉ định của bác sĩ để chủ động phòng nhiễm virus viêm gan B. Vaccine sởi, quai bị, rubella, nên hoàn thiện lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định vaccine. Liều nhắc lại có thể tăng cường miễn dịch cho phụ nữ khi bước vào tuổi sinh đẻ, truyền kháng thể cho con của họ khi mới sinh ra. Vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, nên hoàn thiện lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định tiêm nhắc lại để dự phòng bệnh ở nhóm này do miễn dịch có được từ giai đoạn trẻ nhỏ đã suy giảm. Ngoài ra, liều tiêm nhắc có thể tăng cường miễn dịch cho phụ nữ khi bước vào tuổi sinh đẻ, truyền kháng thể cho con của họ khi mới sinh ra. Vaccine thủy đậu, nên hoàn thiện lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định để phòng bệnh thủy đậu. Ngoài ra, còn có tác dụng tăng cường miễn dịch cho phụ nữ khi bước vào tuổi sinh đẻ, truyền kháng thể với bệnh thủy đậu cho con của họ khi sinh ra. Vaccine HPV nên thực hiện lịch tiêm cơ bản gồm 3 mũi cho nữ vị thành niên và người trẻ tuổi từ 10 tới 25 tuổi hoặc từ 9 tới 26 tuổi với vaccine Gardasil, mục đích nhằm dự phòng nhiễm virus HPV gây ra ung thư cổ tử cung và những bệnh có liên quan đến HPV bao gồm viêm loét hậu môn, sinh dục. Vaccine cúm mùa nên tiêm nhắc vaccine cúm mùa hàng năm vào trước mùa dịch nhằm phòng ngừa bệnh cúm do các virus cúm mùa tuýp A, B. Đây là một bệnh rất phổ biến ở mọi lứa tuổi và có thể ảnh hưởng tới thai nhi nếu phụ nữ nhiễm cúm trong thời kỳ mang thai, đặc biệt vào 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Vaccine não mô cầu nên thực hiện lịch tiêm cơ bản hay một liều tiêm nhắc theo quy định ở tuổi 11 tới 12 tuổi nếu có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn màng não cầu. Loại tác nhân có thể gây các bệnh viêm màng não, viêm phổi, tử vong cao và thường để lại nhiều di chứng. Lưu ý có thể tham khảo thêm ý kiến tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện mỗi liều tiêm chủng. Kính công nghệ cao đo được huyết áp. Mới đây, hãng công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft đã nghiên cứu và sản xuất thành công thiết bị theo dõi huyết áp có tên gọi Glabella, là kính đi kèm với các cảm biến quang học được giấu bên trong khung kính. Các nhà nghiên cứu tại Microsoft đã phát triển kính Glabella với khả năng đo huyết áp thông qua 3 cảm biến quang học và bộ gia tốc kế 3 trục thường thấy trong điện thoại. Các cảm biến này sẽ đo xung nhịp tim tại 3 điểm trên đầu, sau đó tính toán thời gian, tỷ lệ giữa các khu vực này và tim để đo huyết áp. Đối với cơ thể khỏe mạnh, các mạch máu thường mềm dẻo, co giãn và dòng máu chảy chậm nhưng đều đặn. Với mạch máu không lành mạnh, có xu hướng cứng hơn, điều này khiến cho mạch máu chảy nhanh hơn. Tốc độ dòng chảy của máu được đo để tính toán huyết áp. Bằng cách đo các xung chuyển động này hàng chục nghìn lần mỗi ngày, kính Glabella có thể đưa ra ước tính chính xác về huyết áp. Hiện kính Glabella đã được thử nghiệm trên người tình nguyện đeo kính liên tục trong vòng 5 ngày và kết quả cho thấy mối tương quan khá tốt trong việc ước tính huyết áp tâm thu với băng quấn đo huyết áp tiêu chuẩn. Quý vị và các bạn thân mến, dấu hiệu bệnh tật qua nước tiểu
sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.